Chương trình này được bảo trợ bởi One Touch Wellness, bột bánh xèo hương xưa và trung tâm nội thất Phố Sinh. Chương trình của Thúy Nga Music Box mời Bảo Yến và đại gia đình để hát những bài hay nhất của nhạc sĩ Quốc Dũng. Đây là một cơ hội để đại gia đình lên giới thiệu với quý khán giả. Khải Ca sẽ giới thiệu tiếp. Lời đầu tiên cho Khải Ca gửi đến quý vị là chào trân trọng nhất. Và đêm hôm nay là giới thiệu đến quý vị một chương trình ca nhạc gồm 8 ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và nhạc sĩ Quốc Dũng cũng là ba của Khải Ca. Xin giới thiệu nhạc sĩ Quốc Dũng. Quốc Dũng xin được trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Bài hát đầu tiên là bài hát Song Hiệp Tranh Hùng. Bài hát này được sáng tác trong một cái dịp mà nhạc sĩ Quốc Dũng đi xem một bộ phim. Một phim về đề tài kiếm hiệp. Và có cái cảm xúc theo cái nhân vật chính, cái anh diễn viên chính trong cái bộ phim đấy. Yêu một cô gái, nhưng mà không đến được với cô đấy. Thì sau bộ phim đó về thì nhạc sĩ Quốc Dũng đã sáng tác nên cái bài hát Song Hiệp Tranh Hùng này. Màn nhung nhẹ khép dụ tắt cơn mơ về với đơn sơ. Mình anh rời bước hàng ghế cô đơn buồn dâng ngập hồn. Đi trong đêm lạnh lùng về không gian buồn ngắt. Tâm tư giăng mắc bên hình bóng em mịt mùng. Song hiệp tranh hùng cuốn phim gieo tâm hồn anh nhẹ run. Chuyện phim buồn đó tựa giấc mơ anh chìm khuất mong manh. Trang hiệp khách tình chút vài gươm một thân giọng trường đang xây thanh bình và tình thương cho cuộc sống. Thân trai phiêu lãng bỗng dừng bước trước bóng hình sắp vui theo chồng xót xa trong lòng ngàn đời nhớ. Ngập lòng mà nào đâu dám ngờ dệt mộng chung đôi uyên ương kia vui đắp xây dựng tổ ấm biết đâu hiểm nguy ngày chờ mong vung gươm hiên ngang đã dẹp tan bao hận thù rồi người trai cũng đi về thiên thu. Bao hy sinh yêu thương đã phơi bày trên máu mắt biếc dài nhân lệ rớt màu. Chuyện phim buồn đó vui lấp tim anh sâu đắm mong manh. Lòng anh thầm ước được thấy em say bên tình yêu tràn đầy. Anh mơ như người tình được bên em lần cuối trao nhau
nói yêu nhau rồi, dẫu em theo người sánh vai chung đời, lòng anh cũng dệt mộng chung. Đôi uyên ương kia vui đắp xây dựng tổ ấm, biết đâu hiểm nguy ngày chờ mong. Vương gươm hiên ngang đã dẹp tan bao hận thù, rồi người trai cũng đi về thiên thu. Bao hy sinh yêu thương đã phơi bày trên máu, mắt biếc dài nhân lệ rớt màu. Chuyện phim buồn đó vui lấp tim anh, sâu đắm mong manh, lòng anh thầm ước được thấy em say bên tình yêu tràn đầy. Anh mơ như người tình được bên em lần cuối, trao nhau ánh mắt như thầm nói yêu nhau rồi, dẫu em theo người sánh vai chung đời, lòng anh cũng vui. Anh mơ như người tình được bên em lần cuối, trao nhau ánh mắt như thầm nói yêu nhau rồi, dẫu em theo người sánh vai chung đời, lòng anh cũng bài tiếp theo là bài Thư Tình Không Gửi. Bài hát này thì Khải Ca rất là thích bài hát này, bởi vì cái cảm giác khi một người con trai mà bắt đầu biết yêu thì rất là ngại ngùng và đôi khi cảm thấy nhát nữa. Mình muốn tỏ tình với một cô gái nào đó thì cũng không dám, cho nên đành viết thư. Tới khi mình hoàn chỉnh một bức thư rồi thì gặp người ta cũng không dám gửi nữa. Cái cảm giác rất là e thẹn. Nhưng mà cái bài này chắc là ba ta sáng tác cũng ba khi ba còn trẻ, chắc ba phải trẻ ba mới có cái cảm xúc này. Năm 21 tuổi. Năm 31 tuổi. Dạ. Lúc đó là năm bài này là ba được viết ra năm mấy ta? 1972. Dạ, 1972. Vâng, bây giờ mời quý vị nghe thử cái bài hát Thư Tình Không Gửi. Anh đã biết được ngày hôm nay, ngay từ lúc ban sơ gặp em. Anh biết sẽ rồi nhiều chua cay, nhưng mà lòng thì vẫn đắm say. Hôm đó gió chiều nhẹ hay hay, tung vạt áo em như làn mây. Ôi bóng dáng ngọc ngà kiêu sa, anh nghe mình vời vợi cách xa. Thôi em nhé, mỗi chiều về nhớ xin đừng dừng lại nơi đây. Thôi em nhé, đừng đi quá, chớ vô tình làm nát tim này. Anh vẫn biết trong cuộc tình là nhớ chua cay, nhưng
vẫn ngại ngùng chẳng nói nên lời. Anh đã thức trọn nhiều đêm qua bên đèn chút tâm tư gửi em, thư gói ghém cả trời tương tư, nhưng gặp người rồi chẳng dám trao. Anh vẫn mãi là kẻ cô đơn, trong tình ai luôn luôn thiệt thua, cay đắng mãi mà chẳng chi hơn, nên một đời chỉ toàn trống trơn. Chọn nhiều đêm qua bên đèn chút tâm tư gửi em, thư gói ghém cả trời tương tư, nhưng gặp người rồi chẳng dám trao. Anh vẫn mãi là kẻ cô đơn, trong tình ai luôn luôn thiệt thua, cay đắng mãi mà chẳng chi hơn, nên một đời chỉ toàn trống trơn. Bài biển mộng, bài ngại ngùng đi. Cái bài ngại ngùng này, bài này là ba sáng tác lúc đó là năm mấy? Năm 92 hay là 91 gì đó. 92. Dạ. Ừ. Thì 92. Ba cái bài này là cái lời là của thơ của Xuân Kỳ. Ba phổ nhạc thôi. Dạ. Ba thích cái bài, cái thích cái lời thơ này đúng không? Cái lời cũng hơi thích. Dạ. Tại vì cái tựa đề ngại ngùng nghe nó cũng rất là lạ, bởi vì cái cảm giác yêu thương nam nữ yêu nhau nhưng mà chỉ vì hai bên ngại thôi không dám tỏ tình rồi để lỡ một con đò, thì là cái bài ngại ngùng nó là câu chuyện như vậy. Với lại một buổi chiều nọ đó, anh Xuân Kỳ anh đến, anh đem một tập thơ, anh đến anh tâm sự bên Dũng uống cà phê lâu lắm, rồi cái anh nói anh Dũng ơi, anh ráng anh viết em mấy bài coi, em thích mấy bài thơ của em quá, em muốn anh phổ nhạc cho em đó. Thì trong đó có bài Kẻ Đau Tình Và Ngại Ngùng, cho nên anh Dũng viết theo cái ý của cái lời thơ của anh Xuân Kỳ đó. Hai anh em quen nhau từ năm 92. Chuyện ba người Kẻ Đau Tình Ngại Ngùng đó. Cái bài này rất đặc biệt tại vì anh cũng thất tình đó, rồi anh tới anh tâm sự với anh Dũng mấy ngày trời. Sau đó là anh Dũng buổi tối là anh Dũng đem ra viết liền. Tại vì anh có cảm xúc đó, cho nên tối đó là anh Xuân Kỳ vừa về, tối đó là khoảng 9 giờ tối là anh ra anh viết phổ thơ liền, phổ nhạc liền. Và con thấy có vẻ cái chú Xuân Kỳ này hợp với ba. Ừ. Cái lời thơ của chú giai điệu làm cho cái giai điệu của ba nó hòa vào với nhau. Đúng rồi. Nó đều chú muốn gửi cái tâm tư của chú đó. Dạ. mà chú tin ba đó. Thì chú mới mời anh Quốc Dũng. Mà cũng tội, hình như anh viết ra, đưa ra băng nhạc chừng được một CD của anh Xuân Kỳ, rồi cũng thu cho một vài nơi, được khoảng 7 năm sau là anh Xuân Kỳ mất luôn. Cho nên anh cũng vắng số, thấy anh cũng tội quá. Chính vì những cái bài hát anh gửi gắm đó giống như một lời chút cái hơi thở, một chút cái tình yêu đó cuối cùng đó gửi anh Dũng đó, để anh biết rằng là anh có linh cảm rằng anh không còn ở trên cõi đời này nhiều hay là hơn bao lâu nữa đó. Sẽ nghe cũng buồn ha. Buồn. Bài Chuyện Ba Người rồi Ngại Ngùng. Ngại Ngùng. Chung tình yêu không được trọn vẹn. Đúng rồi. Kẻ Đau nhưng Tình. Nhưng mà dù sao thì là nổi tiếng. Những bài hát này giống như cũng được rất là nhiều các ca sĩ
trong và ngoài nước đều trình bày thành công bài hát này. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Ngại Ngùng, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng và lời thơ của Xuân Kỳ. Cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lửa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở. Ai lắt léo chi từng câu nói, cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim ca bắt tăm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày. Vì bên ấy buồn song vẫn buồn, buồn song vẫn biển mộng đó là Yến với anh với Khải Ca hỏi anh Quốc Dũng là anh viết bài này cho ai, thì anh Dũng mới nói là hồi đó anh mới 21 tuổi, Thanh Mai thì mới 17, hai người mới song ca ở tất cả các ba đó với lại sân khấu đó, thì anh mới viết cho Thanh Mai bài Biển Mộng này, rồi bài gì nữa, Quê Hương và Mộng Quê Ước, Quê Hương và Mộng Ước, Cơn Gió Thoảng, Cơn Gió Thoảng,
Bên nhau ngày vui. Bên nhau ngày vui, 4 bài cho Thanh Mai. Anh nói anh viết cho Thanh Mai để thứ nhất là anh với Thanh Mai song ca, và bài Biển Mộng thì tặng riêng cho Thanh Mai. Đó. Không thì, bài Cơn Gió Thoảng. À Cơn Gió Thoảng. Thoảng. Thì tặng riêng cho Thanh Mai. Đó. Nhưng mà tổng cộng là anh viết 4 bài cho Thanh Mai để hai anh với lại Thanh Mai là hai anh chị đi hát. Hả? Thật ra thì cái bài Biển Mộng đó là được sáng tác cũng rất lâu rồi. Lúc đó là hình như ba còn nhỏ. Chắc ba cũng chừng 19 tuổi hay là mười mấy tuổi gì đó con không? 21 tuổi. 21 tuổi. 21 tuổi. Ừ. Hai vậy đó. À vậy. Vậy là nó cũng cùng thời điểm với là hai bài kia luôn. Thời 21 tuổi là anh Quốc Dũng viết nhiều nhất trong cuộc đời. Kể cả cái bài Mùa Xuân gì mà anh Tuấn Ngọc Cái bài mà Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Rồi, Em Đã Thấy Mùa Xuân bài Chưa. Bài đó thì con lầm là cùng thời điểm với bài đó đó. Tại vì bài đó là sáng tác ba còn nhỏ lắm. Thôi. Mới có chừng 12 tuổi. 12 tuổi à. 12 tuổi viết nhạc. À 12 viết nhạc. 17 tuổi mới viết lời. Dạ. Thì đặc biệt là Thanh Mai là được ba viết tới 4 bài. Anh Quốc Dũng viết 4 bài. Cho nên là ngày xưa cứ mỗi lần cứ nhắc đến Quốc Dũng là phải có Thanh Mai đi một cặp trong làng nhạc trẻ ngày xưa. Đó, cho nên là những cái bài hát nó bay giống cái giọng của Thanh Mai vậy đó. Chứ Yến hát là hợp những cái bài buồn thôi. Còn chẳng qua Yến giới thiệu đây là để cho nó sung túc, có nhiều bài, nhiều màu cho quý khán giả nghe. Chứ thật sự là những cái bài mà như Bên Nhau Ngày Vui, Biển Mộng rất hợp với chất giọng của Thanh Mai. Thì bây giờ xin mời quý khán giả nghe bài Biển Mộng, lời và nhạc, nhạc sĩ Quốc Dũng. Trời xa loài người, từng đêm lắng trong ngàn sao lạc loài trên một trời mây xuôi. Tình yêu đó ôi còn mong chờ gì, thương còn đợi yêu còn dài. Tình yêu đó mang về gieo nụ cười trong biển mộng xa vời. Giang muôn nơi biết trông chờ ai xa xôi, một lời yêu thương trên môi. Đời chỉ còn một ngõ tối chăn lối, sống cho niềm vui xa xôi đến trong ngày cuối. Dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sâu mộng vẫn còn nhiều, để khi ước mơ chợt tan tành rồi gom nhặt vầng mây khói. Tình yêu đó ôi còn mong chờ gì, thương còn đợi yêu còn dài. Tình yêu đó mang về gieo nụ cười trong biển mộng xa. Chợt tan tành rồi gom nhặt vầng mây khói. Tình yêu đó ôi còn mong chờ gì, thương còn đợi yêu còn dài. Tình yêu đó mang về gieo nụ cười trong biển mộng xa vời. Tình yêu đó mang về gieo trong
viền mộng xa tình yêu đó mang về reo nụ cười trong viền mộng xa vắng. Mình trở lại nhà thơ Xuân Kỳ đi. Ba là ba quen ông ấy là trong cái trường hợp nào mà tình cờ ba quen ông? À, ba quen mất rồi, nhưng mà điều đại khái là lúc đó bạn bè đến phòng cũ qua rất là nhiều. À, vậy. Thì ông cũng là một trong số những người bạn tới. Vậy thôi. À, vậy. Thế là ba thấy cái tập thơ ông gửi ba là những cái bài thơ ba thích. Nha. Yeah. Tính ra là... Ông đến nhờ ba. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà... con thấy rõ ràng là những cái bài thơ của nhà thơ Xuân Kỳ này đa phần là mang cái màu gọi là về tình yêu, nó hơi trắc trở. Trắc trở. Ừ. Chắc là ba thấy trong cái lời nó có cái gì đó gần gũi và nó trùng với tâm trạng của nhiều người. Đúng đã rồi. Từng yêu là phải có cái cảm giác đó. Ừ. Cho nên là ba có cảm xúc đó. Nhưng mà cái bài vậy là cái bài Kẻ đau tình này là ba viết cùng thời điểm luôn với những cái bài mà chuyện ba người luôn này nè. Lúc chuyện ba người với ngại ngùng. À, ngại ngùng cùng thời điểm luôn. Ba bài làm nó một ngày. Trời, một ngày đó. Dạ. Tính ra khả năng sáng tác của ba thời điểm đó rất là mãnh liệt. Dạ. Tính ra nhà sĩ Quốc Dũng thời gian gần đây thì thật ra thì về sáng tác thì cũng được, nhưng mà do những cái vừa rồi cái thời gian vừa qua đó có những cái biến cố về sức khỏe, cho nên mỗi lần mà suy nghĩ động não để mà sáng tác thì nó hơi bị nhức đầu, hơi bị mệt. Nhưng mà cũng viết được thi thoảng những giai điệu hoặc là hỗ trợ cho Khải Ca và em trai Khải Ca trong con đường hòa âm của mình. Những cái câu dạo nhạc, những cái hướng đi của sáng tác. Cho nên là... Nhiều khi Khải Ca để acco trật đó, cái ba sửa lại. Ba sửa lại, ba nói con phải để chỗ đó là phải là pha thăng. Gì đó. À, không, Khải Ca thì không để trạch đâu. Khải Ca là để là hơi phá cách thôi. Hơi phá cách đúng rồi. Nhưng mà ba là con người khuôn mẫu. Đúng rồi, ba không chính. Có thích cái gì mà nó mới mẻ quá. Đúng rồi. Dạ. Thì thôi trở lại bài hát của nhà thơ Xuân Kỳ, bài hát Kẻ đau tình. Mắt em đừng nhìn ta nữa, ván đôi vai em đừng tròn lặng lơ, để đôi mắt ta đừng buồn muôn thuở, để đôi tay gầy ta khỏi bâng quơ. Trời bao dung để tâm hồn ta 10 năm tình hận, hỡi đôi vai mềm biển khóc từng đêm, riêng ta vẫn còn như còn tất cả. Còn nhớ chỉ thiếu một lời an ủi mà thôi.
ta 10 năm tình hận. Hỡi đôi vai mềm biển khóc từng đêm, riêng ta vẫn còn như còn tất cả, chỉ thiếu một người, người ấy em ơi. Riêng ta vẫn còn, còn thương còn nhớ, chỉ thiếu một lời an ủi mà thôi. Riêng ta vẫn còn, còn thương còn nhớ, an ủi mà tài sản đầu tiên là sức khỏe. Kỹ thuật mới tân tiến gì sẽ gìn giữ sức khỏe của bạn? Xin giới thiệu One Touch Wellness App, từ điện thoại di động hay đồng hồ bên cạnh bạn để biết được tình trạng sức khỏe của bạn trong mọi thời khắc. Mọi liên lạc: website americanbeamclinic.com hoặc điện thoại 1714-465-9599 MB Laser để biết thêm chi tiết. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Hạt Mưa và Nỗi Nhớ, là cũng có lời của nhà thơ Nguyễn Đức Cường. Tâm hồn trống vắng để lòng ta vơi
cái bài mà Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ vừa rồi là con thích bài đó. Bài đó nghe nó bay bổng, nghe giống như là nhạc nước ngoài. Và bây giờ con hỏi ba cái bài Lúa Thu Xưa là ba sáng tác lúc đó ba bao nhiêu tuổi rồi, năm mấy? Lúa Thu Xưa viết lâu lắm rồi, hồi 18, 19 gì đó. Khoảng năm 68, 69 gì. Dạ, cái tuổi ba cũng còn trẻ, nhưng mà cái giai điệu bài đó thì lại nghe thấy nó chững chạc, nghe người lớn. Chỉ như con là viết cái loại hình đó cũng hơi khó. Dạ. Cái bài đó là vẫn là lời của ba hay là cái bài đó là một phần lời thì là ba viết, còn về sau cái chú Minh Nước Cường sau khi trở thành bạn thân của ba rồi thì ba có nhờ chú coi cái bài dùng coi như là rành. Coi như là có góp một phần lời. Dạ. Cũng giống như bài Hãy Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ là cũng có lời của nhà thơ Nguyễn Đức Cường. Cái bài đó là lời của Nguyễn Đức Cường không? À, bài đó lời của Nguyễn Đức Cường không? Dạ. Còn bài Lối Thứ Xưa là hai người cùng viết. Hai người cùng viết. Lời A thì chú Cường, mà lời A2 đó, cái nhựa giữa là ba. Dạ, dạ. Và mời quý vị nghe thử bài hát Lối Thu Xưa. Quá ngỡ ngàng nên lòng muốn nói yêu.
khói mây tàn. Nên lòng muốn nói yêu em, e ước mộng như khói mây tàn. Bây giờ giới thiệu đến bài Quê hương và mộng ước ha. Quê hương và mộng ước á, là một trong bốn bài mà anh Quốc Dũng viết cho Thanh Mai. Bên nhau ngày vui. Bên nhau ngày cơn vui. Gió thoảng. Cơn gió thoảng. Biển mộng. Biển mộng, đúng rồi, bốn bài đó viết cho Thanh Mai đó. Mà đặc biệt bài Quê hương mộng ước là má thích nhất. Má thích nhất, nó tiêu biểu cái nhạc của anh Dũng đó ha. Nó ra cái nhạc của Quốc Dũng một chất riêng, không có phù, không có giống ai, không có giống một nhạc sĩ nào ha. Mà hát rất là exciting ha. Con có nghe được hai bản Quê hương và mộng ước của ba. Bản đầu tiên mà ba hát với cô Thanh Mai. Trong cái CD chắc lâu quá rồi, nhưng mà cái băng đĩa thâu hồi gió con nghe vẫn còn nghe. Với một bản con nghe trực tiếp tại Trung tâm Thúy Nga. Hình như là số thứ cuốn thứ 78 là ba hát với cô Thanh Mai tại sân khấu của Thúy Nga. Ngay ở quay ở Canada, đúng không ạ? Rất đặc biệt, cái cuốn nó rất đặc biệt ha. Khi mà con nghe cái bài đó, lúc đó con cũng con coi cái cuốn băng đó là con cũng còn nhỏ, thì con lần đầu tiên nghe là con đã thích cái bài hát đó rồi. Thấy cái bài này, cái bài một trong những bài song ca mà hay nhất nhì của ba đó. Mà đặc biệt phần hòa âm của anh Dũng cũng đặc biệt nữa. Mấy câu guitar đánh khuôn mẫu đó không thể nào thay thế một cái khúc khác được, phải khúc đó thôi để vô nó mới hợp cái câu guitar đầu đó. Bản thân Khải Ca cũng hòa âm lại bài hát này để hát song ca với lại mẹ. Và đôi khi hát với lại những người ca sĩ bên ngoài, Khải Ca cũng dùng những cái câu guitar đó, cái đường đi hợp âm bám sát theo cái hòa âm của ba và Khải Ca làm năm xưa, thì chỉ có thể là những cái tiết tấu nó có thể nhanh hơn hay là nó khác thôi. Nhưng mà cái hình chung, cái hợp âm, cái đường đi, cái mô típ của nó vẫn là giống như là guitar, y như là ba và Khải Ca làm hồi đó vậy. Và để quý vị nghe thử cái bản hòa âm này làm mới lại một lần nữa, và bài hát Quê hương và mộng ước của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và bài hát này coi như là bài cuối cùng Khải Ca sẽ trực tiếp song ca cùng với mẹ của mình để trình bày lại cái ba ca khúc Quê hương và mộng ước, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Đã bao năm rồi cách biệt, thương giữa thân yêu với quãng đời niên thiếu. Nhớ thương ôm trọn bóng hình, làn môi em xinh, bờ mặt em xanh. Lối xưa hôm nào chúng mình dịu đan tay nhau dưới sân trường yêu dấu. Phút giây êm đềm lắng hồn vào trong cơn mơ vui lấp bờ vơ. Chung mây bay ước mơ mùa thu đến, biết anh bây giờ có còn ngồi ngắm sao đêm mà nhắc tên em. Ha 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 ha
tìm đến trong mơ. Nhớ câu ước thề sẽ chọn đời yêu thương nhau dẫu cho ngàn cay đắng. Cách xa sẽ làm chúng mình càng thương nhau hơn và nhớ nhau hơn. Rất cảm ơn chương trình Music Box của Trung tâm Thúy Nga giới thiệu 8 bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và đây là một cơ hội mà cả gia đình ngồi lại với nhau cùng hát với cái phần hòa âm của anh Dũng. Bảo Yến cảm thấy rất hạnh phúc và đây cũng là một cái dịp để giới thiệu 8 bài hát đến cho quý khán giả được nghe những ca khúc mà anh Dũng đã sáng tác từ năm 21 tuổi cho đến mãi đến năm 40 hay 42 gì ấy, để cho khán giả biết tất cả những bài hát của anh Dũng. Con nói tiếp. Dạ thì lần đầu tiên thì Khải Ca cũng được tham gia cái chương trình Music Spot này thì trong lòng cảm thấy rất là cảm xúc happy. rất là khó tả, nhưng mà nó lâng lâng và nó cái gì đó nó bồi hồi, bởi vì mình cảm thấy là mình được sống lại cái thời gian của ba hồi đó. Tại vì những cái thời điểm đó nó là những cái phút giây mà kỷ niệm lịch sử, những cái thời hoàng kim của nhạc sĩ Quốc Dũng. Thì Khải Ca cảm thấy rất tự hào khi được ngồi đây trực tiếp với bên cạnh ba mẹ của mình để tham gia một chương trình như vậy. Khải Ca mong rằng là sau này sẽ có những cái bước phát triển và hy vọng sẽ được có dịp quay lại để mà làm việc hay là cùng nhau hợp tác trong những chương trình tới. Dạ. Mời ba nói những lời đó. Quốc Dũng xin cảm tạ tất cả quý vị khán giả nãy giờ đã theo dõi chương trình ca nhạc này. Và Quốc Dũng cũng mong rằng quý vị khán giả sẽ có một cái buổi tối giải trí âm nhạc thật là thoải mái. Này được bảo trợ bởi One Touch Wellness, bột bánh xèo hương xưa và trung tâm nội thất Phố Sinh. Đậu, đang làm gì đó đậu? Xay gạo đổ bánh xèo chứ làm gì? Trời ơi, sao mà khờ quá vậy? Bây giờ đã có bột bánh xèo hương xưa rồi. Hương xưa như ý, thơm thơm dòng dòng tiếng nước cho ta bánh xèo nhanh chóng dễ sinh an toàn. Bột hương xưa bổ dưỡng vô cùng, bà con ơi hãy mua. Miko, bột trộn sẵn bánh xèo hương xưa, chất lượng công nghệ Nhật Bản. Đậu ơi, đã có bột bánh xèo hương xưa rồi nè.